Các bạn thấy trong cái video này thì tôi sẽ cho các bạn thấy là cài HMI như thế nào là cách nhanh nhất. Các bạn thấy là sự khác biệt giữa hai người, một người thì đầu tư là như chúng ta, một người làm việc như công ty AI marketing. Nếu bạn vào cái Wikibook, các bạn kéo xuống cài mã HMI như thế nào, các bạn bấm vào cái mục là cài đặt HMI bảo mật tài khoản, các bạn sẽ đọc hết. Thì đây tôi sẽ demo cho các bạn thấy. Thì khi mà bạn đăng ký hay đăng nhập vào AI marketing, các bạn sẽ thấy là hồi xưa lúc mình đăng ký á, là mình đăng ký trên cái bộ não này. Thì bộ não này trang chính của nó chính là INB Network, là trang mẹ của AI Marketing. Thì chúng ta sẽ bấm vào đó. Các bạn thấy là ok, nó sẽ đưa đến cái trang INB Network để mình đăng nhập, mình xác thực tài khoản. Thì 2A là gì? Các bạn cứ hình dung đối với tài khoản của mình chỉ có email và mật khẩu. Thì một khi mà mình mất một cái mật khẩu một cái, người ta sẽ vô được email của mình, mất mật khẩu một cái là gần như là bạn sẽ không thể làm được gì nữa. Và đối với AI marketing thì khi mà cashback của bạn bạn tạo cái lệnh mà lệnh rút tiền á, thì rõ ràng là bạn thấy là chỉ cần bấm một cái là rút về liền chứ không có gì khác hết. Thì cái việc là phải được xác thực qua 2A, tức là qua một cái kênh nào khác nữa, thì nó sẽ phải là tốt hơn rất là nhiều so với cái việc là mình so với cái việc là mình chỉ có email mật khẩu là mình có thể lấy hết cả ngàn đô trong cái tài khoản của người ta rồi, đúng không? Rồi ok, thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn để mà các bạn có thể cài đặt cái mã này. Thì đầu tiên là tôi sẽ hủy cái mã 2A trên máy của tôi trước ha. Đầu tiên tôi hủy mã 2A, thì đây cái mục là xóa mã 2A AI Marketing INB Network nữa bạn. Thì đầu tiên bạn sẽ vào INB Network, ok ha, thì nó sẽ đưa bạn tới cái trang đăng nhập. Ok, mình sẽ đăng nhập ha, mình sẽ đăng nhập và nó sẽ kêu mình là mật khẩu 2A. Thì trên điện thoại của các bạn á, các bạn trên điện thoại á, thì các bạn sẽ sử dụng cái Google Authenticator và các bạn lên Google Play, các bạn search ha, Google Play các bạn search, iOS cũng vậy thôi, và nó được xuất bản bởi Google LLC. Ok ha, bạn cài đặt rồi sau đó thì chúng ta sẽ ở trên máy tính á, thì tôi xài cái phần mềm Authy này. Ok, đây đây là cái mã 2A của tôi nè, tôi sẽ copy nó ha, và tôi dán nó ra ngoài đây. Ok, và tôi confirm. Cái mã 2A là cái mã gì? Đây là mình giữ cái mật khẩu ha, mình giữ cái mã, một cái secret word, một cái từ bí mật, và bên server của INB Network cũng giữ cái từ bí mật đó. Thì cứ mỗi 30 giây thì cái mã này nó sẽ bị thay đổi một lần. Cứ mỗi 30 giây cái mã thay đổi một lần các bạn. Cứ mỗi 30 giây cái mã thay đổi một lần. Thì khi mà hai cái mã này trùng nhau, xác thực mà cái mã của mình cộng với cái mã của INB trùng nhau, điều đó có nghĩa là chúng ta được cung cấp đúng cái secret word, cái từ bí mật đó. Thì hai này sẽ là xác nhận với nhau. Rồi ok, tôi sẽ đi vào cái mục cài đặt ha. Các bạn cứ làm theo y chang như tôi, trên điện thoại cũng vậy. Các bạn cứ vào mục chọn cài đặt, và các bạn thấy là mã 2FA nè, thông qua Google Authenticator nè các bạn. Thì chúng ta sẽ bấm hủy nó đi. Hủy nó đi á, thì nó sẽ yêu cầu cái mật khẩu của tôi và cái mã 2FA của tôi. Thì tôi sẽ copy cái mã này luôn, tôi sẽ dán vô, tôi confirm. Thì cái mã 2FA trên cái tài khoản của tôi là bị hủy. Điều đó có nghĩa là khi mà tôi truy cập vào AI marketing, tôi không cần phải nhập cái mã nữa, nó sẽ không qua cái bước mã đó. Thì người khác mà biết được cái mật khẩu tôi, ví dụ như người khác mà họ đi vào trong cái máy tính này của tôi nè, và họ bấm vô y chang như thế này nè, họ bấm đăng nhập, họ đi vào trong, hồi nãy các bạn thấy là tôi phải đưa qua một cái bước 2FA. Bây giờ họ qua bên này, họ bắt đầu họ đăng nhập nè, không cần mã nữa các bạn. INB nãy tôi mới tắt rồi, nó sẽ vô thẳng AI Martin, và họ sẽ vô cái lệnh, họ sẽ làm cái lệnh chuyển khoản, họ chuyển về cái tài khoản của họ, là tôi mất một đống tiền ở trong này. Bạn thấy là nó rất là dễ dàng để mà mình mất tiền. Cho nên các bạn phải họ transfer cái, họ chuyển tiền về cái tài khoản của họ cái là tôi mất. Cho nên nguyên tắc là nên có thêm cái mã 2A nữa. Thì tôi sẽ bấm bật ha. Chúng ta cũng đăng nhập vào INB Network nha. Trong AI máy tính mình không cài đặt nha, tại vì cái tài khoản này được quản lý bởi INB Network, cho nên mình phải đăng ký INB Network. Rồi sau đó là tôi sẽ đi vào cái step step 1 nè. Chúng ta sẽ làm 4 step ha. Đầu tiên bạn phải tải cái phần mềm này về. Tải phần mềm này về thì bạn vào Google Play hoặc App Store nó đều có cả. Thì mình tải rồi thì bấm Next Step. Sau khi Next Step xong thì nó sẽ kêu mình là quét cái mã này. Và đây là cái ký tự bí mật của tôi. Thì nguyên tắc là chúng ta sẽ phải làm gì bạn? Các bạn phải lưu hai cái này lại, một khi mất cái là bạn mất hết ha, lưu hai này lại. Rồi tôi sẽ thường á, thì khi trên tài khoản tôi lưu tài khoản á, tức là tôi có rất nhiều tài khoản trong này các bạn,
Khi mà tôi mở đi lên tới gần 100 cái tài khoản tôi lưu ở trên này lận, thì tôi sẽ lưu những cái này lại. Đây là những cái bí mật, và khi mà tôi lưu ở trong cái thằng ấy, ok, tôi sẽ chụp cái này lại ha. Nếu bạn có Zalo trên máy tính thì bạn có thể chụp lại, trên điện thoại cũng vậy, bạn có thể hoàn toàn chụp lại. Ok ha, ok, rồi tôi sẽ dán cái mã này ra nó đây, và tôi sẽ copy luôn cái mã này, để lần sau khi mà tôi đưa vào cái phần mềm Authy hay là cái phần mềm nào khác á, thì nó sẽ ấy. Rồi sau khi ấy gì đó, ví dụ như mình muốn làm cái sheet này nè thành cái sheet mà được mật khẩu, thì bạn nhấp chuột phải vô, bạn bắt hoặc protect thôi, là bạn nhớ mật khẩu. Nếu bạn mất cái mật khẩu của cái OneNote này là bạn mất hết tất cả, mà mất luôn tất cả những cái nội dung ở bên trong cái sheet đó. Giống như cái này nè, tao mà quên cái mật khẩu này cái là tao mất hết. Và OneNote này thì nó đồng bộ trên điện thoại luôn, và gần như là dung lượng miễn phí các bạn. Ok, thì tôi sẽ lấy cái này ha, tôi sẽ copy cái này và tôi sẽ đưa vào cái phần mềm của tôi. Thì đây, INB thì tôi sẽ biểu diễn trên Authy cho các bạn ha. Bấm dấu cộng đây. Code given by the website. Đây là cái code được đưa bởi website này. Add account. Và tôi sẽ chọn cái icon cho nó thôi. Tôi chọn đại cái icon nào đó đi ha. Chọn đại cái icon nào đó và tôi đặt tên INB Network. Rồi, ok ha. Rồi INB Network. Rồi sau đó là tôi save nó lại. Thì đây á, nó là token mà đây ha, 66 ký tự ra nha các bạn, bạn không chọn 7 nha. Thì đây, xong ha. Đây là cái mã nè, cái mã mới của nó nè, INB Network nè. Đây nè, cái mã của tôi nè. Nó thì tôi sẽ bấm copy và tôi next step ha. Rồi, nó kêu mình là phải lưu lại ha. Bước thứ ba là bạn phải chắc chắn rằng bạn lưu cái này ra giấy hoặc lưu một cái chỗ nào đó để sau này khi mà mình mất á, mình có thể ấy lại được. Còn cái việc á, mà bạn mất cái mã này thì bạn phải yêu cầu họ trả lại cái mã cho bạn. Mà trả lại cái mã cho bạn á, thì ít nhất mất 7 ngày làm việc. Nó tốn thời gian của bạn thôi. Tức là mình mất mình vẫn có thể yêu cầu lấy lại được. Mình next step ha. Rồi cái mật khẩu hiện tại của tôi là gì và cái mã hiện tại là gì. Cứ 30 giây nó đổi một lần ha. Rồi sau đó tôi dán ra thì nó sẽ check cái mã của server với mã của tôi, nếu giống nhau thì nó sẽ bật lên cho tôi. Ok, như vậy là xong. Như vậy là xong. Thì trên điện thoại á, tôi cũng lấy cái mã đó, tôi add vào Google Authenticator, tôi add vào đó là xong. Còn thằng này là cái mã cũ rồi nè, hai mã này khác nhau nè ha. Tôi sẽ xóa cái mã này, tôi sẽ liệt kê và tôi sẽ xóa cái mã này. Ok ha, tôi sẽ vào mục setting account và tôi sẽ chọn cái INB này và tôi delete nó. Ok xong ha. Ok ha, rồi đây INB đây. Thì đây là cái mã của tôi. Thì bạn có thể lấy cái mã này cũng được, tại vì tôi sẽ tắt cái này và tôi làm lại cái mã mới. Nếu không thì tôi quay video này các bạn thấy hết rồi sao. Rồi trên điện thoại bạn cũng làm tương tự ha, bạn add và add ở cái kiểu là time nha các bạn, cái kiểu là cứ mỗi time á, cứ mỗi lần ấy là nó sẽ được. Bạn có thể đọc thêm ở đây, đọc thêm đây. Vậy là trong video này tôi đã hướng dẫn cho bạn tạo cái mã 2FA rồi ha, tạo mã 2FA rồi và xóa mã như thế nào. Rồi ok hen.